Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày mùng 2 tháng 5 năm 2024 được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến có bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục giảm rất mạnh với tỷ lệ giảm là gần 1%. Hiện tại đứng ở mức 2.297 cho đến 2.298 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đứng ở mức 105,71 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 57.700 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,615% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng đứng ở mức 79,5 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn đi cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, theo chủ tịch thị trường thế giới Jerome Gagne của Everbank nói rằng có rất nhiều yếu tố có lợi cho vàng, trong đó có bất ổn về nền kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị cũng như sự không chắc chắn liên quan đến các cuộc bầu cử. Và ông cũng nói thêm rằng quan điểm lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn thường bất lợi đối với vàng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang gạt điều đó sang một bên và xem xét những thứ đang thực sự hỗ trợ nhiều hơn cho vàng. Còn theo giám đốc chiến lược Robert Minter của AB Arian vẫn giữ quan điểm lạc quan về vàng trong tương lai. Vị chuyên gia này cho rằng chừng nào căng thẳng địa chính trị còn tiếp diễn và chính sách kinh tế tiếp tục gây ra sự bất ổn, vàng sẽ tiếp tục đóng vai trò như nền tảng cho sự ổn định. Theo ông, bất ổn địa chính trị không chỉ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, mà nó còn khiến nhà đầu tư nước ngoài đang rời xa đồng bạc xanh. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đưa ra dự báo về giá vàng trong nước trong những ngày tới, một số chuyên gia cho rằng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục ở mức cao khi mà nguồn cung trên thị trường không có. Chia sẻ về định hướng đầu tư vàng trong thời điểm này, theo chị Trần Thu Thủy tại Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết rằng, dù rất muốn đầu tư vào vàng ở thời điểm này do khoản tiền tiết kiệm đã đến kỳ đáo hạn, song hiện nay kể cả mặt hàng vàng nhẫn hay là vàng miếng đều đang ở trên vùng đỉnh. Nên mua vàng đầu tư thời điểm này có quá nhiều rủi ro. Tôi rất phân vân có nên xuống tiền đầu tư vàng thời điểm này hay không, bởi nếu mua vàng lúc này, nguy cơ thua lỗ là rất lớn. Hiện nay, khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra vẫn đang ở mức cao, chưa kể giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng từ giá vàng trên thị trường thế giới. Điều chỉnh tăng giảm liên tục nếu không kịp trở tay, nguy cơ thua lỗ là rất lớn, theo chị Thu Thủy trăn trở. Trước đó, để quyết tâm bình ổn giá vàng và thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng trên thị trường thế giới, chỉ trong vòng một tuần, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 3 phiên đấu thầu. Tuy nhiên, các mục tiêu đặt ra đều không đạt được. Vì vậy mà các chuyên gia khuyến cáo thời điểm này, nhà đầu tư không nên mua vàng, bởi khi mà giá vàng trên thị trường thế giới điều chỉnh sẽ kéo theo giá vàng trong nước suy giảm. Nhà đầu tư có thể chờ thêm một thời gian nữa, khi thị trường vàng bình ổn hơn thì sẽ mua được giá tốt hơn. Nếu mua vàng đầu tư thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới lẫn trong nước vẫn đang trên vùng đỉnh thì rủi ro sẽ lớn hơn, theo một số chuyên gia khuyến cáo. Và để tiếp tục mục đích tăng cung ra thị trường, theo thông báo mới nhất từ Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước, vào 9 giờ sáng ngày mai, ngày thứ 6 mùng 3 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với khối lượng 16.800 lượng vàng miếng SJC, giá tham chiếu để tính đặt cọc ở mức rất cao, 82,9 triệu đồng trên một lượng. Địa điểm diễn ra phiên đấu thầu vàng tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước số 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đơn vị tham gia được yêu cầu đặt cọc 10%, giá trị tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 82,9 triệu đồng cho một lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu của mỗi thành viên được phép mua là 14 lô tương đương 1.400 lượng. Khối lượng đặt thầu tối đa là 20 lô tương đương 2.000 lượng. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng trên một lượng. Bước khối lượng dự thầu là 1 lô tương đương 100 lượng. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch tối nay, giá vàng nhẫn trong nước ngày hôm nay đồng loạt giảm mạnh với mức giá 75 triệu đồng trên một lượng, có thương hiệu giảm tới hơn 1 triệu đồng trong mức lượng so với mức giá đóng cửa tuần trước. Cụ thể, đến cuối giờ chiều nay, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng nhẫn của số 9 tròn trơn Hưng Thịnh Vượng của hệ thống này mua vào mức 73,75 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 75,35 triệu đồng trên một lượng. So với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần vừa qua thì giá vàng nhẫn tròn trơn tại đây đã giảm tới 1,25 triệu đồng trên một lượng mua vào, giảm 1,35 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tương tự như vậy thì giá vàng nhẫn ở các thương hiệu khác cũng giảm khá mạnh. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC sau khi giảm mạnh trong phiên đầu giờ sáng nay thì đã điều chỉnh quay đầu đi lên và neo quanh vùng đỉnh 85 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn đối với thị trường tiền tệ,
Tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại hiện tại mua vào mức 25.114 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.454 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 26 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, giảm 4 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.665 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.770 đồng trên một đô la Mỹ. Hiện tại thì không có thay đổi sau khi mà tăng 125 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, tăng 130 đồng trên một đô la Mỹ bán ra trong phiên trưa nay. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.290.000, bán ra 8.510.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại ở mức 2.200.000 đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng có cùng mức giá với SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Doji Hồ Chí Minh mua vào 8.280.000, bán ra 8.500.000. Doji Hà Nội mua vào 8.260.000, bán ra 8.490.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với Doji Hồ Chí Minh, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều vào không có thay đổi với Doji Hà Nội. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8.290.000, bán ra 8.510.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000, tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.295.000, bán ra 8.485.000, tăng 35.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 8.300.000, bán ra 8.450.000, tăng 80.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 8.260.000, bán ra 8.490.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.290.000, bán ra 8.512.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Kết thúc phiên này giảm 100.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đang đứng ở mức cao, ở mức 2.200.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.290.000, bán ra 8.510.000. SJC Huế mua vào 8.290.000, bán ra 8.510.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.290.000, bán ra 8.510.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.290.000, bán ra 8.510.000. Cuối cùng là giá nhận biết số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhận biết số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.325.000, bán ra 7.495.000. Vàng buôn số 9 mua vào 7.315.000, bán ra 7.415.000. Vàng 24K mua vào 7.141.6 nghìn, bán ra 7.341.6 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.326.8 nghìn, bán ra 5.576.8 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.088.4 nghìn, bán ra 4.338.4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.857.4 nghìn, bán ra 3.107.4 nghìn. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.358.000, bán ra 7.518.000. Nhẫn tròn bố số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào ở mức 7.375.000, bán ra 7.535.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.